Xin chào quý thính giả đã đến với chương trình audio Lắng Động Đêm Về của Đài Kỷ Nguyên, phát sóng vào 22 giờ hàng ngày. Đài Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn quý thính giả câu chuyện Người thông minh khống chế cơn giận dữ thế nào? Bài học của Trương Phi khiến bạn phải suy ngẫm. Trương Phi chết, kỳ thực là rất uất ức. Ông không phải vì trên chiến trường hùng hồn chịu chết, mà là chính mình tự hại chết mình. Sau khi nghe tin nhị ca Quang Vũ bị Đông Ngô hại chết, Trương Phi không kiềm chế nổi sự bi thống, hận không thể lập tức xuất binh đi diệt Đông Ngô. Lưu Bị vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, từ chối yêu cầu của Trương Phi. Không biết phải làm sao, Trương Phi liền cả ngày rượu say. Khi say thì không làm chủ được chính mình, lúc nào cũng đánh đập quân lính để trút giận. Cuối cùng thuộc hạ Phạm Cương, Trương Đạt thật sự không thể nhịn được nữa. Vì vậy thừa lúc Trương Phi say rượu đã ám sát, chặt đầu Trương Phi rồi chạy sang Đông Ngô. Không ai có thể phủ nhận Trương Phi là một mãnh tướng đại tài, nhưng người có năng lực lớn như vậy cuối cùng lại nhận kết cục là một cái chết đầy uất ức, không thể không khiến người ta cảm thán rằng một người mà không biết ước chế bản thân mình thì năng lực đại tài đến đâu cũng không thể làm nên chuyện lớn. Một người có tài trước hết phải biết ước chế bản thân mình. Người có tài trước hết phải biết ước chế bản thân mình. Thời nay đương nhiên không giống với thời xưa. Người cổ đại, quan quân ưu tú có tính tình giống như Trương Phi, mặc dù không biết cách kiềm chế bản thân mình, vẫn còn có thể ra sa trường đánh địch, thể hiện tài cán của mình. Vợ con được hưởng đặc quyền, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng thời buổi hòa bình thì lại không giống như vậy. Vì vào thời bình, không giảng vũ lực mà giảng trí tuệ. Bởi vậy, một người nóng nảy giống như Trương Phi, không biết kiềm chế bản thân mình, tùy tiện nổi nóng với người khác, để cảm xúc, cảm tính, khống chế lý tính tư duy, thì rất khó tưởng tượng rằng người này có thể thành công trong xã hội. Một người ưu tú thật sự, đều biết làm chủ công việc, đối với họ, những cảm xúc ảnh hưởng đến đại cục sẽ bị gạt sang một bên. Vậy nên, có thể kiểm soát bản thân mình được tốt, mới thể hiện được tối đa năng lực của mình. Đối với người lãnh đạo thì càng cần phải như vậy. Có thể khống chế tốt cảm xúc của mình, mới có thể đem tài năng để lãnh đạo tập thể được tốt, mới có thể phát huy được hiệu quả lớn nhất. 2. Kết cục khác nhau của hai thiên tài. Cùng đồng dạng là thiên tài, một người có thể ước thúc bản thân mình rất tốt, một người lại không màng đến việc kiểm soát cảm xúc của mình, kết quả sẽ khác nhau như thế nào? Hai ngôi sao bóng đá nổi tiếng Lionel Messi và Balotelli là một ví dụ đáng nói. Balotelli là một người có tài năng thiên bẩm, nhưng tính tình nóng nảy, bạo lực, không những lúc tập luyện cũng đánh đập đồng đội, mà trong trận đấu còn gây gổ với cầu thủ đội bạn, với trọng tài, thậm chí là với người hâm mộ. Chính vì điều này mà ngoài biệt danh Super Mario, bởi tài năng của anh, Balotelli còn được gọi là ngựa chứng bởi tính cách ngông cuồng, vô kỷ luật của mình. Còn Lionel Messi cũng là một tài năng, nhưng lại là người rất khiêm tốn trên sân cỏ. Từng có cư dân mạng bình luận rằng, nếu như Messi cũng có tính cách giống như Balotelli, hơi một chút là đánh, là gây gổ, thì anh ấy nhất định cũng sẽ không thiếu những pha phi lên trả miếng đối phương, rồi cuối cùng sẽ bị chấn thương mà phải giã từ trận đấu. Và kết quả dường như không khác biệt mấy so với lời bình luận này. Balotelli tuy bao nhiêu lần được người hâm mộ tung hô ca ngợi, nhưng đến nay lại không nhận được quả bóng vàng, thậm chí sự nghiệp của một thiên tài coi như chấm dứt. Cùng lúc đó, Messi cho đến nay
đã nhiều lần nắm giữ giải thưởng danh giá này. Ví dụ điển hình trên đã nói cho chúng ta biết, khi tùy tiện phung phí cảm xúc của chính mình, cũng là lúc chúng ta tiêu phí tài hoa của mình. Hơi một chút là nóng giận, thì sự phẫn nộ này không chỉ gây hại cho người khác, mà còn gây hại cho chính bản thân mình. Đây chính là điều nguy hiểm nhất. 3. Người tự tin không phụ thuộc vào cảm xúc của bản thân. Đương nhiên, cũng không phải nói rằng mọi người không được có cảm xúc. Trên thực tế, những người ưu tú tài giỏi không phải là không có cảm xúc, chỉ là họ biết kiểm soát mình đúng lúc, không bị cảm xúc làm cho nghiêng ngả mà thôi. Nộ bất quá đoạt, hỷ bất quá dư. Đây là nguyên tắc của người tự tin và quyết đoán. Nhiều người sau khi đọc tiểu thuyết The Godfather, Bố Già, sẽ khắc sâu câu nói này: đừng bao giờ để người khác biết những gì bạn nghĩ. Cảm xúc dễ dàng lên xuống, hỷ nộ dễ dàng thể hiện được sắc thái của một người. Thay vì bộc trực, hãy rèn giũa một nội tâm ý nhị và lịch lãm. Người con trai của bố già là Sonny coi thường giáo điều của người cha, kích động lỗ mãn, không biết đối nhân xử thế. Kết quả giống như người gặp phải tổ ong vò vẽ vậy. Anh này đã quên mất lời người cha khuyên bảo, là người đàn ông không được bất cẩn, phụ nữ và trẻ em thì có thể, nhưng đàn ông thì không thể. Sonny đương nhiên là một người anh tốt, nhưng để làm một người thừa kế của gia tộc thì anh không đủ tư cách. May là con trai út của bố già, trái ngược với người anh cả. May nghiêm khắc tuân theo lời dạy bảo của người cha, tính cách bình tĩnh ung dung, thậm chí cam tâm nhẫn chịu ẩn trốn nhiều năm ở nơi cách nhà hàng ngàn dặm. Kết quả hiển nhiên, May cuối cùng đã trở thành người thừa kế của gia đình. Quả đúng là, tại cùng một thời điểm, nhẫn nhịn hay bộc phát đã thể hiện dấu mốc sự trưởng thành của một người. 4. Cảm xúc như núi lửa sắp phun trào, vẫn cần học cách khống chế. Có một câu chuyện kể rằng, thời Lincoln làm tổng thống, bộ trưởng lục quân phàn nàn với ông rằng đã bị một vị thiếu tướng sỉ nhục, hy vọng tổng thống có thể giúp ông ấy hạ giận. Nhìn thấy vị bộ trưởng lục quân đang nổi nóng, Lincoln nói rằng, ông có thể viết một bức thư với những lời lẽ nguyền rủa khắc nghiệt nhất để trả đũa. Nhưng trước khi gửi, hãy đưa tôi xem qua. Rất nhanh bức thư đã được viết xong, vị bộ trưởng lục quân hào hứng trao nó cho Lincoln, hy vọng sẽ sớm được gửi đi. Lincoln cầm bức thư, nhưng đã bất ngờ tiện tay ném vào trong lò lửa. Vị bộ trưởng lục quân lấy làm khó hiểu, hỏi Lincoln vì sao lại như vậy. Lincoln cười giải thích, nói: tôi mỗi khi tức giận đều làm như vậy đấy. Đem điều muốn mắng chửi viết hết ra, sau đó thiêu hủy. Nói bực bội cũng nhờ vậy mà tự nhiên tiêu tan. Tôi viết thư mục đích là để cho mình hả giận. Nếu như gửi cho đối phương, chẳng phải sẽ càng thêm tức giận sao? Nếu như ông còn khó chịu, vậy thì lại viết tiếp, viết đến khi nào thoải mái mới thôi. Vị bộ trưởng lục quân lúc này mới nhận ra, mỉm cười nói đúng là như vậy. Bức thư này nếu gửi đi ra ngoài, đối phương lại mắng chửi trở lại, chẳng phải càng tức giận hay sao? Trong nội tâm phát sinh cảm xúc tiêu cực, cần phải được khai thông trút ra hết. Và để làm được như vậy, Lincoln đã dùng đến phương pháp viết thư. Trong thời cổ đại, cảnh giới của người xưa thì yêu cầu cao hơn một chút, ví như Khổng Tử đã trực tiếp đối đãi bằng một chữ thứ, tha thứ cho mình và cho người khác. Hoặc đối với nhiều bậc cổ nhân khác, nếu như chưa đạt tới cảnh giới cao như thế, vậy thì có thể tìm một công việc yêu thích mà trút hết tất cả cảm xúc vào trong đó. Tác giả Lý Ngư đời nhà Thanh thì dùng phương pháp viết sách. Ông từng nói: tôi không thích gì, chỉ có sách.
Lo buồn cũng nhờ sách mà tiêu tan, tức giận cũng nhờ viết sách mà giải thoát. Tôi không thích gì, chỉ có sách. Lo buồn cũng nhờ sách mà tiêu tan, tức giận cũng nhờ viết sách mà giải thoát. Trịnh Bản Kiều thì trực tiếp hơn. Khi ông bị chèn ép ở chốn quan trường, buồn bực vì thất bại, bèn đầy bút họa trúc. Sau khi vẽ, tâm lý cũng được thoải mái, tài nghệ hội họa cũng ngày càng thuần thục. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Quả vậy, không có ai mới sinh ra đã tự biết khống chế cảm xúc của mình. Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành mà tu dưỡng tính khí cho bản thân mình, người thật sự ưu tú tài giỏi đều là từng thời từng khắc chú ý, ước chế những cảm xúc tiêu cực. Người xưa có câu nói rằng, lùi một bước biển rộng trời cao, một chữ nhẫn ấy thật xứng đáng để mỗi chúng ta cả đời này tu dưỡng. Vậy nên, mỗi khi rơi vào trạng thái cảm xúc bực tức hay oán hận, chớ quên ngẫm lại rằng, vì sao Trương Phi lại chết một cách không đáng như vậy? Chúng tôi xin gửi đến các bạn quý thính giả câu chuyện mua chén. Như một cái chén và cái chén khác, tâm và tâm va chạm, cần trả giá chân thành mới có thể phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Có một người trẻ tuổi đi mua chén. Vào tiệm, anh ta thuận tay cầm lên một cái chén. Sau đó theo thứ tự lấy những cái chén khác va nhẹ vào nó. Hai chén lúc đụng nhau phát ra âm thanh nặng nề, đục ngầu. Anh thất vọng lắc đầu. Sau đó thử cái chén tiếp theo. Gần như anh ta đã thử hết chén trong tiệm, vậy mà không có một cái thỏa mãn. Ngay cả chủ tiệm đem chén tinh phẩm loại tốt nhất ra, anh ta cũng lắc đầu thất vọng để nó về chỗ cũ. Chủ tiệm rất buồn bực, hỏi anh ta để hai cái chén va chạm nhau là có ý gì. Anh ta đắc ý nói cho chủ tiệm, đây là một trưởng lão, người cao tuổi có đức hạnh, đã nói cho anh biết bí quyết chọn chén. Khi một cái chén va chạm với một cái chén khác, tiếng vang phát ra thanh thúy dễ nghe, nhất định là một cái chén tốt. Chủ tiệm bừng tỉnh hiểu ra, cầm lấy một cái chén khác đưa cho anh ta, cười nói, chàng trai, cậu hãy cầm cái chén này đi thử xem. Đảm bảo cậu có thể chọn cái chén mà trong lòng cậu hằng mong. Anh ta bán tín bán nghi làm theo lời chủ tiệm. Kỳ lạ, cái chén nào va chạm với nó đều phát ra thanh thúy tiếng vang. Anh ta không rõ đây là chuyện gì, kinh ngạc hỏi chủ tiệm. Chủ tiệm cười nói, đạo lý rất đơn giản. Cái chén cậu cầm trước kia, bản thân nó là một cái thứ phẩm hàng dởm. Cậu lấy nó đi thử các chén khác, tiếng vang tất nhiên sẽ đục ngầu. Cậu muốn chọn được cái chén tốt, đầu tiên phải chắc chắn trên tay cậu cầm cũng là một cái chén tốt. Như một cái chén và cái chén khác, tâm và tâm va chạm, cần trả giá chân thành mới có thể phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Bản thân mang theo nghi ngờ, thậm chí đề phòng người khác, liền khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ. Thật ra mỗi người đều có thể để bản thân mình trở thành quý nhân. Điều kiện tiên quyết là bạn thật tâm giúp người khác làm điều tốt. Bạn bỏ ra chân thành sẽ được sự tin tưởng. Bạn dâng ra tình yêu thương cũng sẽ tìm được sự tôn trọng. Trái lại, bạn dối trá với người khác, nghi ngờ, thậm chí ghen ghét, người khác đưa cho bạn cũng chỉ là một bức tường dày cộm và một trái tim lạnh lùng. Trong nội tâm mỗi chúng ta đều có một cái chén. Trong cái chén ấy đựng lương thiện, tin tưởng, tha thứ, chân thành, cũng chứa đựng dối trá, hẹp hòi, nghi ngờ, ích kỷ. Hãy loại bỏ những tạp chất trong chén,
sau đó mỉm cười chờ đợi va chạm cùng chén khác. Âm thanh phát ra sẽ là những tiếng cười thanh thúy, ngọt ngào. Hãy thanh lọc thật tốt nội tâm của chính mình, bạn mới có thể tìm được những người tốt nhất.